Chủ tịch Ủy ban nhân dân hồi đến thăm đang thăm nghệ nhân đó. Đấy. Việc như thế là này hả? Nó khó. Ở trong đây thì bao gồm những cái gì trong trong cái không gian của mình đấy bác? Không gian thì cái nhà cổ truyền thống của dân tộc. Nhà rồng đúng không bác? Gọi là mình trưng bày tất cả những cái gì của đồng bào mình đâu đủ không bác? Chiêng này nọ thì nó cũng là gần 20 á, vừa là riêng nhạc cụ thì là 15 nhạc cụ truyền thống của dân tộc của mình. 15 nhạc cụ. 15 nhạc cụ truyền thống của dân tộc dây truyền. 15 có 15 cái nhạc cụ truyền thống dân tộc dây chiêng được bác nghệ nhân Bờ Rô vẽ trưng bày trong cái không gian nhà nhỏ nhỏ này. Nhà này rất là nhỏ rồi nhỉ. Nhưng mà chắc là một vài người vào được bác nhỉ? Đấy, trèo lên được chứ đúng không? Dạ. Bác, ngoài ngoài những cái trưng bày ở trong đây, cái mình treo ở ngoài là cái gì bác? Đây này, cái ở ngoài này là cái gì này? Đây bác, đây này. Cái này là cái gì mà cháu thấy nó? Cái này là... Hồi xưa thì... Ngày là gọi là... Giờ làm bằng gió. Làm bằng gió, trồng rẫy. Mình làm mà vừa là đúa đến đây rồi, giờ là tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 thì là mình làm cái này. Hồi xưa thì làm nhiều, rồi là chục cại này, hai chục cại này, giờ là làm trong rẫy đó. Mình đan cái lát nữa, đan cái lát là ba sải, bắt đầu mình treo ở trên kia, cái cày to như thế này. À, chuông gió đúng không? Đó, chuông gió đấy. À, chuông gió để kiểu như mình xua đuổi các cái con đuôi, dù là cái hồi xưa rồi gọi là cái đuôi cái còn nhé ăn lúa được dù là nạp há dù là ăn cái cầu lúa dạ. Còn nghe ví dụ là cái loại mà chân loại chân chân dạ. À, thế đây là cái cô mình treo cả cái này và đây là cái chuông gió đúng không? À, chuông gió. Cái này là mình đang bác đang phơi ở ngoài đúng không? Đúng cho mình phải để ở trong trong nhà chứ không? Ta thấy đang còn tươi bác đang phơi ở ngoài phải không? À, đây là cái chuông gió của người đồng bào dân tộc Hiệu Chiêng. À. Tiếp nối với nhà quá. Dạ. Rồi đây là không gian. Quay sơ sơ một chút vì chút hôm nay sẽ có một đoàn công tác của Quảng Ngãi sẽ lên thăm cái không gian này thì vô đây sẽ chức chiên bây giờ nó đang yên tĩnh sẽ vào đây quay một chút xíu để quý vị anh chị và các bác xem ha. Không gian văn hóa của nghệ nhân Bờ Rô Vẽ tại xã Đắc Răng. Đấy, xã Đắc Răng. À, thôn Đắc Răng, xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum. Cực kỳ nhiều những cái công cụ những cái nhạc cụ tự chế nhiều, rất là nhiều luôn. Ở trong đây thì mặc dù là cái nhà thì có bằng gỗ nhưng mà được lợp bằng blue xi măng, một cái không gian rất là nhỏ của riêng cá nhân bác tác chế tác những cái nhạc cụ. Cái này thì cái chiêng của đồng bào dân tộc Hiệu Chiêng, đây đàn tơ rừng đó. Rất nhiều những cái công cụ mình không thể biết hết được, chỉ có bác thì mới là cái người mà hiểu hết để bác thì giới thiệu. Đây là cái bếp. Thì cái bếp nấu của người đồng bào dân tộc thiểu số thì vẫn ở trên một cái không gian. Bếp. À, tức là
Cái nơi đây là chế tác nhà cụ luôn bác hả? Đốt lửa để chú chế tác luôn. Dạ. À, tức là mình dùi. À, dùi. Dạ. À, đây đây. Đây, có chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội đến thăm thăm nghệ nhân đó. Đây là các cái nhạc cụ rất là đơn sơ nhưng mà được chế tác từ những cái bếp lửa này. Đây, có thể là những cái thước phim này khá là hiếm, bởi vì thật sự thì khi có dịp thì bác cũng mở, còn bác chỉ ngồi làm việc. Đây, đây là cái dụng cụ chế tác này. Đấy. Và đây là cái danh sách các cái loại nhạc cụ của dân tộc ở dãy Chiêng này. Ủa, rất là nhiều luôn. Đây, bác có viết cái danh sách ở đây. Bác thì này rất là lớn tuổi rồi và bác muốn truyền lại cho con cháu và giữ lại cho cái nền văn hóa của người đồng bào rất là nhiều những nhạc cụ. Đây, tôi biết vậy. À, những cái lúc như thế này thì mình cũng rất là vinh hạnh quay lại những thước phim này, nó rất là hiếm. Đấy. Cái này kiểu như là quay tư dệt lụa thì đàn tơ lưng. Đấy, nhạc cụ. Giá như mà có bác giới thiệu thì rất là hay. Tuy nhiên thì bác đang ngồi nói chuyện với đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân huyện. Đấy. Nếu như có điều kiện thì mình sẽ cùng với bác ngồi thưởng thức hết những cái giai điệu của cái nhạc cụ này tại cái nhà sàn này, nhưng mà mình nghĩ là chắc là có một dịp khá là hiếm, nhưng mình sẽ cố gắng. Tất cả các nhạc cụ này thì do chính bác chế tác ra và bác có thể chơi, và mình có mong muốn đó là được nghe tất cả những cái nhạc cụ này. Đấy, một không gian cực kỳ giản dị. Đó. Bác đang ngồi nước được chiếc đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video lần sau ha.